Xin chào các bạn, lại là mình đây. Mình là admin của Cafe Gaming. Nên trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về những chuyện kỳ bí xảy ra trong tựa game Let the Raider và những địa điểm đáng sợ được đưa vào trong game Let the Raider theo nhiều lời truyền miệng của mọi người. Nếu như ở clip trước mình đã nói về câu chuyện của cô bé khả ái bị mắc kẹt trong thang cuốn, và tiếp theo là câu chuyện của Avi. Hai câu chuyện đó đã khiến các bạn sợ hãi, thì hôm nay mình cũng gửi đến các bạn một câu chuyện cũng liên quan đến một nơi trong Let the Raider, đó chính là khu nhà ma. Các bạn lưu ý trước khi nghe tôi kể nhé. Đây là khu vực duy nhất bạn chỉ có thể bước vào sau khi mặt trời lặn xuống sau đường chân trời. Và tất nhiên không khí ở đây rất là đáng sợ. Khi biết thông tin này, tôi tự hỏi tại sao là một trò chơi game lại không mở xuyên suốt 3 ngày mà đã chọn lúc mặt trời lặn mới mở cửa để đón khách vào chơi. Nó làm tôi liên tưởng đến những ngôi nhà ma ám nổi tiếng của Mỹ, đặc biệt là ngôi nhà có tên là Belvis, từng được sở hữu bởi một người đàn ông bí ẩn. Tại thềm nhà của ngôi nhà ma, bạn cũng có thể bắt gặp một người đàn ông mặc áo trùng đen, cầm đầu đèn dầu và lời cảnh báo kỳ lạ. Và sau khi tìm hiểu trên mạng Internet, mình đã tìm hiểu ngôi nhà ma có tên là Belvis, thì thật sự ngôi nhà này khiến mình thật sự rùng mình. Mình sẽ thông tin về ngôi nhà này cho những bạn nào muốn nghe ha, còn bạn nào không muốn nghe có thể bỏ qua cái video này. Không giống như những câu chuyện Harry Potter, Belvis được cho là kể về những nhân vật có thật, những địa danh có thật và cả những sự kiện có thật. Năm 1804, gia đình John Bell chuyển từ Bắc California đến một thị trấn có tên là Adam, sống trong một cái trang trại giàu có rộng khoảng 130 hecta. Cuộc sống của họ trôi qua bình lặng cho đến những ngày cuối mùa hè năm 1817, thì những biến cố liên tiếp xảy ra. Trong một lần đi săn rừng nhà, hai cha con, một người con có tên là John và người cha có tên là Gregory Bell, nhìn thấy một con gà tây khổng lồ. Nhưng ngay khi hai người định giơ súng bắn nó thì nó đã bay đi và dường như tan vào trong hư không, không khí. Người con trai và người cha lúc này kể câu chuyện đó cho những người khác nghe và nói về cái con vật đó, nó có vẻ giống như là một con người nhưng khuôn mặt nó lại không giống như là một khuôn mặt người. Gia đình của Bell và hàng xóm còn nhiều lần nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ khác tại trang trại, nhưng lần nào chúng cũng đột ngột biến mất trước khi mọi người tiếp cận được. Đồng thời, cứ vào buổi tối, khu vực nhà Bell lại xuất hiện những âm thanh không rõ nguồn gốc, giống như tiếng đập, tiếng chuột gặm hay tiếng cào cửa của một con vật khổng lồ. Khi biết được thông tin đến đây, mình, Cafe Gaming, có một sự liên tưởng kỳ lạ, đó chính là cái lý do mà tại sao khu nhà ma trong Let the Raider nó lại mở cửa vào ban đêm. Mình biết được cái khu nhà ma này, nó chỉ thật sự đáng sợ khi nó vào lúc chiều tối. Và đó cũng chính là cái lý do tại sao cái khu nhà ma trong Light Reader nó lại chọn cái thời gian mở cửa là vào lúc một trời lặn, cũng là vào lúc trời tối, mà lại không chọn vào lúc ban ngày. Chưa hết đâu, vào lúc chiều tối thì tại nơi đây, lũ trẻ bắt đầu nhìn thấy những chiếc bóng lượn qua lượn lại ở phía đầu giường. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi một cô bé 12 tuổi có tên là Betsy Bell, khi đó cô ấy đột nhiên bị kéo tóc, tát vào mặt và nhiều lần bị đánh một cách bất ngờ. Từ đó, nhiều cư dân ở thị trấn này cũng nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Càng ngày, những âm thanh đó càng trở nên to, rõ ràng đến mức có thể hiểu được. Nó có khi là tiếng hát, giọng đọc kinh thánh, và nhiều khi còn là những câu nói khá thông thái. Năm 1819, tướng Andrew Jackson, sau này là trở thành tổng thống thứ 7 của nước Mỹ, đã quyết định hành quân đến thăm người bạn cũ là ông John Bell, tức là cái ngôi nhà ma ám và lại cái trang trại mà mình vừa nói ở cái đầu video. Và ông tướng Andrew Jackson này mang theo một cái trung đoàn tùy tùng của mình và có cả một pháp sư nhiều kinh nghiệm. Khi đoàn người tiến đến gần khu nhà, bàn tán và vẽ ra kế hoạch họ sẽ đối phó thế nào với những nhân vật bí hiểm, thì đột nhiên cổ xe giảm tốc độ không phanh và nhanh chóng dừng lại. Bất chấp mọi nỗ lực của người lái xe và đoàn ngựa, cổ xe vẫn không thể nhúc nhích được dù chỉ 1 cm. Bất lực lúc này, vị tướng quân nhún vai và nói đúng là trò phù thủy, và ngay lập tức từ bụi rậm phỏng ra một giọng nói sắc nhọn: cổ xe chuyển bánh được rồi. Thưa tướng quân, tôi sẽ gặp lại ngài tối nay. Không ai giải thích được tiếng nói bí ẩn đó phát ra từ đâu,
Nhưng ngay sau đó cổ xe lại di chuyển nhẹ nhàng, bong bong trên đường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ hôm đó, Jackson và tùy tùng của ông nghỉ lại ở trang trại của Bell, đó chính là khu nhà ma ám. Và chính họ cũng trở thành nạn nhân khi bị đập, cấu và kéo tóc cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, họ quyết định rời khỏi thị trấn Adam. Cho đến nay, người ta vẫn không thể biết được cái điều gì đã thực sự xảy ra đối với cái căn nhà ma đó. Một vài người khẳng định vào những đêm tối trời, nhất là khi có mưa, bạn có thể nhìn thấy những con ma kỳ quái nhảy múa trên cánh đồng. Năm 1973, một nhóm lính hiếu kỳ không tin vào ma quỷ đã rủ nhau đến thăm hang này. Một thành viên trong nhóm đã bị quật ngã bởi một sức mạnh vô hình ngay sau khi nói rằng anh ta không tin vào ma quỷ. Các bạn của anh lúc đó không thể nào kéo anh lên được. Cho đến tận cả tiếng đồng hồ sau, anh ta mới đứng dậy được bình thường. Tất cả bọn họ lúc này vội vã chạy ra khỏi cái nơi đây. Người dân ở đây hết thế hệ này đến thế hệ khác đều truyền tay nhau. Nếu bạn không tin vào ngôi nhà ma này, bạn hãy vào nhà tắm lúc nửa đêm, tắt điện và cầm đèn pin chiếu vào trong rương và nói chẳng có Belvis nào ở đây cả. Các bạn hãy nói nhiều lần như vậy với những ngữ điệu khác nhau và rồi bạn sẽ tìm được câu trả lời. Thật khó có thể khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của Belvis và có lẽ sẽ chẳng ai tìm ra được câu trả lời cuối cùng. Belvis mãi mãi vẫn là một bí ẩn. Và sau đây là mình sẽ chia sẻ một cái số dòng trạng thái của một số bạn khi tham gia trải nghiệm cái trò game Battle Trader. Và mình biết những cái dòng trạng thái này khoảng 90% là do những cái bạn suy nghĩ trong cái trí tưởng tượng, nhưng những cái thiêu dạch của các bạn về cái đề tài Rippy Beta, chứ thật sự RAM thì không thể nào nó tâm linh đến như vậy. Do đó chúng ta hãy chơi RAM với một cách nhìn thoải mái nha các bạn. Chuyện chỉ là chuyện, còn RAM là RAM, nó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Nếu số clip của mình đến đây là hết rồi, nếu thấy clip này hay và bổ ích, các bạn hãy ấn vào biểu tượng đăng ký kênh, nhấn chuông để ủng hộ kênh YouTube Cá Voi Remin. Còn bây giờ, kênh YouTube Cá Voi Remin xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Bye bye!